Hello Lương nha. Đây được rồi. Hôm nay mở test này, test từ 9 giờ sáng á. 9 giờ sáng mà bây giờ mình mới chơi. Có khi còn thọt. Xem nào. Nói chung là chưa chưa chơi qua game này bao giờ. Không phải chưa chơi qua mà đã từng chơi qua bản Global nhưng mà cưỡi ngựa xe hoa á. Bạch, tái bạch, phun sát thương, cơ động cao, máu ít, độ khó tầm này thì cũng độ khó tầm này cũng dễ dễ luôn, nó không không quá khó, khống chế bình thường, thiên hương sinh tồn là máu nhiều, khống chế cũng cao, có hai phái này ngang nhau, trị liệu tầm trung, trị liệu tận chiến ra đòn. Uy thần uy cận chiến thủ cao. Uầy, mà ông là mắc mắc thủ luôn à? Có còn vẻ cao hơn này. Đường mô nam to thế. Con đường mô nam to đấy nhỉ? Thương với độ khó này. Ồ. Cái bang khống chế cái bang. Cái bang dạo này thấy game toàn thấy khống chế nhỉ, kể cả bên mấy con game ở bên ấy đều đều kiểu thiên về khống chế đấy nhỉ. Cái bang đam to mà chơi game cơ động đi hoa thì cứ ngựa xem hoa thì chắc chỉ chơi hai phái đam thôi. Khó cao thế, độ khó cao để không thích hợp với những người như mình. Con này là sát thương. Ôi, có cả tiểu muội luôn à, có cả Loli à. Cái phe này thì mà đi đi PVP chắc là bị dí đầu tiên à. Có chế độ tạo hình theo ảnh, tạo hình AI theo ảnh. Nói chung chơi bằng giải lập nó không 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 thích lắm nhỉ. Cài đặt đâu. Tôi thử xem cái độ mờ để tôi chỉnh nó mờ hết cái bàn phím đi. Đâu nhỉ? Nó có giảm độ mờ xuống. Hiện gợi ý phím khi gaming, hiện ứng dụng khi bắt đầu chạy. Đó ấn vào như này thì là nó mất đi. Nhưng nó không có nút giảm độ mờ đi nhỉ? Để tạm đây thuộc phím cái đó. Nó phải có cái nút độ mờ đi nhìn mới đẹp chứ. Hôm nay ra á, nó cũng không phải là game mới nữa mà game mới với Việt Nam nữa chứ, à, game mới về Việt Nam thôi chứ nó ra lâu lắm rồi. Sát thủ phải để tông ngắn chứ. Không, chả có luôn. Chỉnh mặt mà thì mấy thực ra mấy game bây giờ nó chỉnh mặt như nhau à. Ơ kìa. Đùa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cộng dấu là nào chơi kỳ vậy? Kìa. Ừ.
Học cấp tên rồi. Cô để hai chữ N đi. Hay thế nhỉ? Thế thì mình không cho nó có dấu. Thế cái tiếng Việt mà lại không được để có dấu. Thêm một điểm. Nhìn mấy cái này khó chịu nhá, nó không có nó không có giảm độ mờ đi ra. Từ từ để xem nó có giảm cái độ mờ. Nhìn khó chịu thực sự luôn. Như mấy cái giải lập khác là nó có cái nút nút giảm cái độ mờ của cái này á. Lao là nút gì, nút đám mây là nút gì? Kiếm gì đây? Nhìn khó chịu thực sự. HD này, đẹp này, mượt này, chắc là cứ mắc. Chơi giải lập bản Việt Nam nó có vẻ nó mượt hơn là so với mấy bản nước ngoài á. Mấy bản nước ngoài cảm giác chơi giải lập nó bị giật giật lắm luôn. Nhưng mà nhìn vẫn bị ấy nhỉ, nhìn vẫn bị nó nói đâu, nhìn vẫn bị nó kiểu của họa nó hơi 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 răng cưa đúng không? Cái này quá quen thuộc. Cái đây rất nhiều năm đã chơi rồi. Thưởng nút C là nút đánh thưởng. Đồ chơi giải là không thích lắm. Ý là tìm xem có chế độ chuyển khác không. C với 1 lại cùng nhau này, sao lại đè nhau vậy? Đề xuất hơi 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 anh không biết á, bình thường ngày trước anh chơi cưỡi ngựa xem hoa mà kiểu ngày xưa chơi bên mấy cái bản tàu chơi cưỡi ngựa xem hoa không 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 xem cốt truyện, giờ mới xem này. Tùng hóa là cái gì? Tùng hoa. Mọi người có muốn xem có chuyện không này, hay là tua nhanh để vào game chuẩn luôn nhỉ? Xem có chuyện thì chắc là hơi nhiều á. Thôi, thống nhất là ai ai anh em nào muốn xem có chuyện thì có thể nhá. Nào muốn xem cốt truyện thì tải game về nhá. Thì cái bản nó đang chơi trên một cái giải lập á. Đây là chơi trên một cái giải lập này, nó chưa ra một cái clean dành cho PC á. Để nó ra cái clean đấy. Like clean. Like clean. Clean là in là like like. Tắt cả like á. Nó phải ra một cái bản dành cho PC riêng đấy. Còn giải lập nó chỉ thế này thôi, một chơi trên một cái giải lập nó không thể mượt hơn được nữa đâu. Giả lập là ngang một cái điện thoại á. Ừ, nhưng mà nhìn khi chơi điện thoại đâu nó còn nét hơn cái này luôn á. Nếu mà nói về đồ họa thì công nhận con nghịch chuyển hàng đẹp hơn. Răng cưa nhiều lắm. Bây giờ chơi kiểu là chơi 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 kiểu vào sáng thì bấm nhá, anh cho nó đỡ vướng màn hình.
Ôi ôi, đồ họa hơi thô này. Không sao. Nhưng mà game này nó PvP nhiều sướng. Đông, cái này đông lắm luôn. Game của VNG lúc mà chả đông. Chưa đọc hết skin mà trời ơi, nghĩa là phải à, chính ra nhá. Chưa giới thiệu kiểu chưa giới thiệu skin này có tác dụng gì, tác dụng kia bắt nó không, người ta full mẹ skin rồi. Người ta giới thiệu kỹ năng để người ta biết đấy chứ. Có hiện sát thương luôn này, có hiện DPS này. Mình phe giảm thoát lag, góc nhìn chặn. Cửa hàng vẫn chưa mở. Úi. Ừ, đồ họa. Nhưng mà con này nó thêm vào PvP nên nhiều người thích hơn đúng không? Nhận ống kính 100 thôi, không cao hơn quá được. Siêu cao đi, trời ơi. Tải voi chưa? Tải voi này. Full HD chưa mở. Đây cứ tùy chọn, tôi sẽ để tùy chọn nó để cực hạn này, kéo này, cao, hiệu ứng bản thân nó không cho chọn luôn này. Ơ kìa. Nhiễu cao là gạt, có gạt được không? Không gạt được. Có chế độ filter luôn nhưng mà không gạt được cái này sang để tăng á. Thao tác kính mở khóa, góc nhìn, chế độ tự do, độ sáng khi tấn công, nút triệu tập bang hội. Ok. Nó đỡ bị ấy hơn rồi đấy nhỉ, nhưng mà giả lập thì chỉ thế thôi. Nhưng mà công nhận cái phone chữ này hơi xấu nha. Cái phong chữ này hơi xấu nha. Moonlight này, mấy ông nạp tiền chắc kinh lắm. Tí nữa tôi sẽ ủng hộ nhà phát hành 20.000. Vi phong bộ. Tự đoạn kinh mạch. Đây. Cái chiêu tự đoạn kinh mạch này nó đang hay. Sao lại dịch thành từ chiến nhở? Đúng không? Anh tẩu là gì?
từ đoạn kinh mạch nó đang hay á. Từ chiến là hình như nãy nãy cài cái à cái này. À, cái này nó bị cái là có để chuyển sang chế độ này. Đấy. Chơi trên giả lập nếu mà ấn 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 chuột phải là nó sẽ chuyển sang chế độ 3D quay bằng chuột này. Còn nếu như trên bản PC bình thường cái game khác là nó có nút an á, nó bị nút an phát là nó. Ô, nhưng mà chơi trên giả lập thì chắc đồ bạn này còn đợi đợi đợi, đợi hôm tới thì có thêm cái file để cho PC thì nó sẽ nó có nét hơn không? Chữ phông chữ hơi lỗi này. Ảnh thì cũng được, nói chung là dựng đồ họa thì hơi răng cưa tí nhưng mà nhìn cũng ra gì. Nó test đến từ 12 đến mười mấy 19 đúng không? Nó test đến 19 thì sao? Sau đó nó sau đó mới biết được mấy cái kia. Nói chung là chơi 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 game tiếng Trung lâu rồi, giờ chơi game tiếng Việt mà nó thấy mà cuộc sống nó dễ thở đó. Phòng chữ nhìn có chán không? Có gì nhà phát hành ấy, chứ không phải nhà sản xuất nhà phát hành đầu tư mấy cái phông chữ nó đẹp đẹp xíu thì nó kiếm hiệp xíu. Giải thích skin rất gọn gàng, gấp 3 lần, có thể bắn liên tục, kéo ám khí tấn công kẻ địch, bỏ qua định lực áp chế, mục tiêu đoạn nhất sẽ khiến thêm chuẩn xác. Đoạn thứ nhất sẽ thêm hiệu quả chuẩn xác cho mục tiêu. Nghĩa là bắn vào nó thì chiêu thứ nhất sẽ khiến tỷ lệ né tránh của mục tiêu giảm xuống, mình bắn trúng tăng lên đúng không? 21 giây phạm vi hiệu quả là gây tổng 320% tấn công cộng 20% cộng 20 sát thương nội công à, đường môn trên nội công à. Con game này thì xác định hút máu nhá. Đấy là sự thật thôi, nói lại bảo nói đùa nhưng thật thật game này hút máu ạ. Cái con thiên nhai thì bị một cái là một cái rất là vớ vẩn của nó là cái đồ họa, nó đang nói về cái đồ họa nó bị sai tỷ lệ. Cái gì? Ôi, không sao. Nghiệm thôi mà. Nghiệm thì anh nào thích xem cốt truyện có thể tự tải game về để xem cốt truyện. Bây giờ mà ngồi xem cốt truyện có khi là rồi đến tối vẫn không xong được mấy cái nhiệm vụ chính á. Đây kiểu giống một cái phong chữ Time New Roman với cả là Yen Time. Tại vòng chén tổng biên sự chén thắng chào. Trang tại chào sang, kỳ y lãng hú trung mấy chỉ. Quảng ơn cô nhàng đây thị đi 10 phân lạc. À,
Em nhìn này, toàn 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 cái tên không không có dấu đúng không? Kiểu bản quốc tế, nghĩa là Việt Nam chơi chung với bốn nước nữa, giống giống Thiên Dụ á, hình như thế. Ai toàn 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 chơi kiểu không có dấu này nhưng được xít trừ này. Ui. Được, cái này có chỉnh á, vừa 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 mò thấy nó ở đâu đấy á, hình như nó trong camera chỗ nào á. Đây là cái ống kính này không biết là quá góc nhìn gì đấy á. Nói chung là phải mò được mới biết được. Và làm gì? Đánh con gì à? À, bảo sao lại có thấy mấy công mấy ông tiếng Anh kìa. À nhá, thế thì chat nếu đúng chat á thì nó sẽ. Slot. Slot. Slot, 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 slot dịch. Uầy. Uầy, thấy nó cấn cấn này. Nếu như con Thiên Dụ là nó sẽ có kênh chat cho từng từng quốc gia riêng đúng không? Đây thấy không? Toàn toàn kiểu tiếng Anh này. Đó. Đúng rồi, thế là chơi bản chung với bản quốc tế rồi. Đây là ông là chết Krokak Angry cái gì này. Này kiểu chưa phân chia quốc tế rồi, chưa phân chia lãnh thổ rồi. Các lại loạn lên, lại chửi nhau loạn lên. Tôi quan tâm bây giờ chính là thời trang. Chiêu dối này có tác dụng gì? Nếu mà chiêu dối này có tác dụng gì? Cũng không có chiêu dụng gì. Chú ý định lực của mục tiêu đã bị phá vỡ. Phá vỡ và trạng thái. Ờ, bấm vào đây. Định lực là cái gì? Sao không bảo là giáp của... Thì... Phá rồi này. Mà đúng khó chịu nhờ. Nó là cái giả lập mà mình nó bị cấn lắm, bị cấn lắm. Test thử thôi, bây giờ nó ra bản chính thức thì đi. Ui dồi, bộ này xấu quá, hay do mặt mặt nhân vật nó xấu, nhìn nó như bà già nhờ, ô nhờ. Vũ khí đi, tôi nghĩ thời trang nó chỉ thế thôi. Vũ khí. Vũ khí được mua một cái quạt thì nó sẽ không nổi bật lắm. Trang sức. Hiệu ứng thì chắc là kiểu vòng sáng các thứ xung quanh người thôi. Mấy cái này khả năng là từ mua ở cửa hàng này. Cái xấu xấu thì chắc mua cửa hàng, còn mấy cái này chắc là kiểu nạp tiền các thứ này, lợi nạp nạp phản lợi này, ổn đấy. Đây là thiên hương gì ạ? Tôi cũng trải nghiệm lần đầu á, tôi biết được. Nhưng mà tôi nghĩ nha, thiên hương hoặc di hoa thì nếu như mà chơi kiểu tà tà không nạp nhiều thì nên chơi thiên hương, vì nó là phải búp hay sao đúng không? Nó là trị liệu, nó có trị liệu.
sẽ dễ thở hơn một con chơi support hỗ trợ. Có thể là con thiên hương đi qua bản sẽ được ưu ái hơn. Thực ra là game nào cũng thế à, búp và tăng luôn 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 là được ưu ái à. Tại mọi người xem like người chỉ hẳn tôi nhiều quá cho nên là em cái này nó bị cấn đúng không? Nhưng mà thôi đợi đi, bao giờ nó có bản PC chúng ta chơi tiếp. Mới cả được nhìn tiếng Việt. Ê, mình giao lưu tiếng Trung nhiều lắm rồi, mình nên về tiếng Việt thôi. Cái Suzu của tôi đã hết hạn mãi chưa thấy hạn thành công rồi. 30 phút rồi. Ơi, chơi nghịch tỷ hòa này phải có giảm ping, mà không có giảm ping chơi sao nổi. Được ngân phiếu là chữ ngân phiếu này. Ngân phiếu với kim phiếu, và kim phiếu là nạp vào đúng không? Đánh nha. Đánh thường này, đánh cỡ thôi, đánh thường. Bị áp chế. Là sao? Phủ không, vỡ không. À, cái phủ không nó sẽ bắn trong cái vòng bán kính của con rối. Được. À, bắt đầu hiểu ra tí lên YouTube xem combo được môn phát à. Phúc lợi này, phúc lợi online này. Nói chung là game nào bây giờ cũng có quà online hết. Hết đi. Quà này thì không có đáng giá đâu. Nói thật là anh, nó cũng chả đáng giá đâu. Quả điểm danh thì nó cũng tàng tàng à. Ờ không, Alipay nó ấy á, Alipay nó, tài khoản Alipay nó sẽ bắt buộc là phải phải áp thẻ Visa của Trung Quốc vào, Trung Quốc đại lục ấy, thì mới được sử dụng, còn không thì không giao dịch được. Không biết anh thử đâu. Quà 8 ngày, quà 8 ngày tân thủ này. Át hoang diệm này. Cái gì đây? Ngã ý Lăng Vân. Võ học. Tấn phái King Kong. King Kong. Dùng xong có thể vào khung nội thất để xem gia viên. Cái là cái này để đặt vào gia viên. Tâm pháp. Tuyệt cực. Nói chung là game bây giờ nó hay tâm pháp lắm. Cái tâm pháp ở tốn này. Hương uẩn viên thạch. Biếm thạch. Nói chung là chắc là mấy viên ngọc để thẳng và trang bị. Đoán vậy. Đồng hành. Ừ, thằng này đồng hành thì khả năng cũng tốn này. Đây là trong quà 8 ngày điểm danh, là chắc chắn là lúc mà ra bản chính thức là sẽ có cái đấy. Đây này. Nói chung là chơi với cả quốc tế này. Ông mà thích học ngoại ngữ thì ra đây này. Người nói tiếng Việt, người nói tiếng Anh, người nói tiếng Thái, Ấn Độ, các thứ chửi nhau không ai biết ạ. Kim phiếu là phải đạp vào mới được này. Kiểu mộ đồng hành xem nào. Tôi đạt level 23. Mà nói thật nhá, cái con ngựa trong cái game thiên nhai này nó xấu gì đâu á. Tôi chê ngựa có thiên nhai từ thời bản PC luôn chứ đừng nói bây giờ luôn. Thì nói đấy, đấy là sự thật. Mở bán có 3 mộ trước. Mình đang chơi cha nữ. Mình đang chơi một cái cha nữ. Sau cái trong shop nó lại cho hình cha nam. Ờ cái đấy. Cái này chắc là phải nạp nhiều nhỉ. Cái tóc trắng là thấy nạp nhiều rồi. 100.000 điểm. Phải đến chết.
Quà nạp đầu có cái gì? Quà nạp đầu. Nạp bức bất kỳ tặng ngay quà nạp đầu gồm 260 kim nguyên bản. Lì xì dùng trong sẽ phát cho bang. Nguyên liệu tăng cấp đồng hành cung cấp 100.000 kinh nghiệm. Chiêu mộ hồng ảnh. 5 vé chiêu mộ đồng hành. Một bộ thanh tú lạc. Một cái mũ. Vũ khí chính. Ồ, được. Ý nạp ủng hộ nhà phát hành. Nhiệm vụ tiếp. Ê, bây giờ tôi mới cần phải. Cái game này phải cần phải đọc cái này. Liên tục bắn ra 3 đoạn ám khí tấn công chính xác mục tiêu. Nếu kẻ địch bị ám thương, nếu kích hoạt ám thương phục hồi 20 điểm khéo léo nữa. Thế nhở? Đợi phải đi tìm xem điểm khéo léo nó ảnh hưởng đến cái gì à? Bạo vũ lê hoa bay lên không trung bắn ra liên tục làm giảm tốc, tăng mạnh giảm tốc, nghĩa là cái này là không chế. Càng đánh thì càng giảm sát thương, nhấp 3 lần liên tiếp có thể nhấp 3 lần. Nhấp 3 lần có thể bắn liên tục ra nhiều ám khí tấn công kẻ địch. 3 lần. Lôi kéo rối đến điểm mục tiêu gây sát thương cho kẻ địch trên đường đi tốn 10 năm điểm khéo léo. Thế là muốn có khéo léo thì lại phải có cái này. Cái quan trọng. Bọc thiên tinh dối cái nổ đối với sát thương cho mục tiêu, có thể đánh băng, đánh bay luôn này. Ồ, 100 điểm kéo léo. Đấy, nghĩa là bây giờ một có cái mục tiêu xung quanh, có cái cọc gỗ nào không? Đấy, cường hóa là thấy thì tốn rồi. Có ngựa rồi anh em ạ. Lên ngựa. Mấy chẳng đâu nơi sân đâu 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 xin hãy mai là cái quân tử. Nó lỗi đổ họa này. Cô nàng có biết đâu, sẽ hội tại mã tàu đứng ngoài, y sĩ hãy chẳng bất kỳ lại. Bố cô tử đi lý mã tàu hãy bất sợ yên. Bố mình chỉ mã y hội biên đạo. Đạo sĩ tự hội chí chẳng. Để mà bắt đầu chửi trên kênh chat. Bắt đầu chửi trên kênh chat. Nơi cái sân đâu đâu sĩ mẹ hãy chân hội thị nhân chúa chẳng. Bố chỉnh băng nhân chẳng hoa, hãy yêu sơn nhân mã thị. Rồi hậu dạy chân đạo thà, định yêu chỉnh thà đa chí y đuôi. Nà đạo sĩ kể yêu叫上我. Mã tàu 公开，有死你！首领，是。宝物烈花，他không để bảo vũ lê hoa ở đây mà phải đánh nhóm đánh đơn nhỉ? Khó chịu nhỉ? Bắn ba đoạn, ta mới có một đoạn. Tôi kích nổ đi, lần thứ hai nổ đúng không? Nổ. À, như hết điểm kéo léo thì làm sao mà nổ được? Bây giờ mới nổ. Có thế. Bản sự,
Đồ họa con này giống 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 con mấy con thiên long, con này nó giả lập, nó chỉ dừng ở đây. Thắng mừng nhi, nhi sư thắng thắng sư. Thiên hạ song bì chi, thiên phong mộng chi chính. Lý Yên Lâu Chính Huy đã thời gian đã đến, để gắn chỉnh chuẩn Hoàng Ngải rồi. Hướng dẫn học được kinh mạch, ui đấy. Dùng huyệt thấy. Thân pháp thuộc tính chính, sinh khí, khí lực, thân pháp. Thì nếu mà đi xuống 3 thì là khí lực, đi xuống nhánh này thì là thân pháp, có 2 nhánh thân pháp. Hướng môn kiểu gì chả đi theo thân pháp. Mỗi tội nó lại thành phái nội công. Sinh khí tính chính 35 mới xung được. Nhưng là bây giờ muốn xung cái mạch này lại hết cái viên này. Cách nhận mua ở cửa hàng vàng bạc tuần mua 500 viên. Chỉ là sư huynh sở thua, đi xem xem đạo cũng vô phòng. Ôi, đông đấy. Nói chung là Indo này, nói chung là game này chơi kiểu nhiều quốc gia nó đông lắm. 你们到底是谁？手下留人。 Ôi cái mặt ông này trông giống như ông gì hay đóng phim ấy nhỉ? Diễn viên phụ thôi nhưng mà nổ phết. Ôi, nhìn mặt giống thế. Kim Hải á. 你和刚才，行吧。少侠随我来，我们且去安全处说话。 Nhìn cái này xong lại nhớ cái map mà. Map mới. Em bay trên trời hơi nhiều. Những chữ này là gì? 自有答案。 狂者率性， 不， 绿者守法。 狂者率性， 仁者爱人。 Thăm dò như là cái này không? Thăm dò sao lại là cái này? Lý trở xin. Hướng dẫn tận số tinh thần chiếu 0.1. Lý trở sấu. Bắt đi theo vòng ngược kim đồng hồ. Hoàng trở sấu. Tôi nghe. Không. nạp 5 triệu thì nên như thế nào cho ổn? Sợ thật. Xin 少侠.
Làm 5 triệu thì nên mui view đồng hành. 5 triệu thì nên view đồng hành. Chắc là mấy ngày đầu chắc lại các đại gia đập hết đồng hành lên vàng. Còn full sao? <笑>是是是，属下等。玩儿，玩儿，七叔没关系。一会儿就能见到沈龙首了，少侠很期待与沈龙首见面吗？嗯，能与江湖中两位盟主相见，我自然也十分荣幸。唐盟主方才已经见过，沈龙首稍后便能遇到，少侠无需着急。嗯，婉儿姑娘说的是。 Thăng cấp ngày đầu. Đây là nhà sư Thăng Mông Trưởng Cú. Thảo Sảng Chi. Sao nó chỉ ghi sóng à. Nhiệm vụ ngày nữa này. Hết. Nhiệm vụ ngày là vượt một phó bản. Tham gia thi đấu ngẫu nhiên một lần, tham gia quét phó bản, in bói. Học được chiêu mới, học được chiêu nộ luôn, mới à, lên cấp đúng không, lên cấp tung cát cát đây. Xong rồi mà. Cái này nó có xem ping không nhỉ? Ping thiết lập. Ping thì nó phải ở ngoài chứ nó không vào trong được. Đây là cái gì? Góc nhìn này, nghe phái hoàn, tạm thi đấu, tập sẵn, phát lát. Không có hiển thị ping bao nhiêu nhờ. Đây là Wang Er đầy trụi. Nàng đã thao yu là sẵn biên cụ. Wang Er cô nhàng. Một test 4 server, 4 năm nước liền thì sao á. Nhiều người nước ngoài lắm. Where is Toy mẹ. Mỗi ông chửi một cái khác nhau luôn. Giống như con thiên dụ á, xong kiểu
Mỗi nước sẽ được một kênh chat thế giới riêng và một kênh chung. Nhưng bây giờ chắc là chưa có cho nên là ấy thôi, chưa có cho nên là bạn test cho nên nó cứ gồ vào. Nó xôm. Chắc để thử sức chịu đựng của máy chủ. Nhiều mà.圣侠，方才听闻你的朋友被贼人劫持，我特地让我的黑煞来助你。黑煞对贼人的气息十分敏感，有了他的帮助，一定可以追踪到贼人的身影。黑煞，接下来看你的了。打他。 Ôi dồi, kinh công. Nhảy lên một cái. Ôi dồi, nó rơi chậm vậy. Đây là một cảnh 18 cộng, anh em vui lòng che mắt lại để không bị nhìn thấy. Nói ít làm nhiều. Quả em nằm mắt. Đơn hàng của anh vẫn đang được xử. Thế nhỉ? 小宝，嗯，香必须的。当然，你有没有？喂，那多少啊？ Chính nhà chơi không thuê ai đến nặn lại cái mặt cho nó đàng hoàng rồi. Nhìn mặt hết muốn chơi rồi. Họa nó giảm cấu hình cho bạn mobile hơi nhiều. Đấy, đi đâu thì nó lại nét lên đấy, đấy kiểu nó rằng mình bật đấy là mà mình bật là kiểu mình bật kiểu ấy rồi mà mắt sẽ tin nhầm. Ôi giời, ông nào chắc tiếng Trung. Đúng rồi, tí nữa quay lại. Tí cuối like nhá, tí cuối like, quay lại. Quay lại, nhìn thì Hàn. Tự động chiến đấu, ôi có tu rồi. Đồ bão thế. Con thì vào đây. Bão vũ leo ha. Nổ dối. À không. Ôi nhầm vậy, nhầm trông đỡ rồi. Tôi quen nút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chống đỡ, chống đỡ, chống đỡ. Chiêu lướt này nó hồi hơi lâu, mình đang đánh quen chiêu lướt nhanh. Cái này được lướt có một lần. Rồi sao về game? Rồi sao về game? Thắng sư xung. Đừng hoang. Không chán nhỉ. Sẽ. Cùng tôi lại. Đồng nhỉ, đồng phết đấy. Và quốc tế phát đồng. Đi đọc thấy người mấy chỗ kiểu tân thủ này mà đến giờ này vẫn có người, mở từ 9 giờ sáng rồi. Tôi biết. 看上去也是雷厉风行之人，嗯，沈龙首和唐盟主都是江湖中难得一遇之人。 我们到了。Em đã điền khảo sát đâu mà anh chỉ qua rồi. Xin khuyên, Khổng Chuyên Linh. 你认为我有什么道理？是我有成。沈龙，我好，我好。这一次我也很……哦，对了，这块玉佩，上校会写。回头好。 Chia sẻ Facebook này, chia sẻ cái gì, chia sẻ đến cái gì đây, lần đầu chia sẻ, chia sẻ hướng dẫn bằng chính hữu, làm cái làm ấy trước vậy, làm chính tuyến trước thôi, mà nó kẹt mình quay lại làm ấy được. Điểm danh bang để phải gia nhập một bang hội. Tiểu cô nương, có phải gặp phải vấn đề gì không? Ờ, cứ tải LD về về thôi danh. Tải LD về xong rồi lên CH Play tìm tìm người gì ạ? Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VNG. Tải và đăng nhập thế thôi. Không có gì hết. Uầy, Thiên Nhai chưa sao hoàn thành nhiệm vụ chỉ dẫn. Ngươi bây giờ là phải level 31 thì mới có thể làm tiếp được. Nghĩa là mình sẽ phải đi làm cái nhiệm vụ này. Không có sẵn á, không có sẵn trong quốc gia. Việt Nam có mà. Nó là Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VNG á, có sẵn luôn, hoặc là trên em bạn lên Facebook, bạn lên Facebook trang fanpage của Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao á, trang chủ chính thức, trang Facebook chính thức của bên game á, có link tải đấy. Hiện tại chỉ có test trên đấy thôi, hiện tại chỉ có test trên Android và iOS thôi. iOS thì sẽ phải tải một cái phần mềm khác. iOS sẽ phải tải một cái phần mềm là test file gì á, tải về để tải về chứ không phải tải trực tiếp trên App Store. Biết mà nhìn chấm đỏ khó chịu đúng không? Nhìn chấm đỏ khó chịu đúng không? Mỗi lần nhìn chấm đỏ là phải làm á, không làm không được á. Chết.
CH Play có luôn mà, đều tải trên CH Play này. Hoặc là lên lên fanpage, lên fanpage để lấy link á. Lấy link để tải thẳng về luôn á. Hôm qua đều tải trên đấy mà, hôm qua đều tải trên. Rồi, Thanh Long hay gì đây? Thiên Phong, Thanh Long hay Thiên Phong? Anh em đợi xem. Wow. Ai gợi ý vào là Thanh Long hội hay là vào Thiên Phong Minh không? Cái này nó có ảnh hưởng gì không? Cái này như để đánh nhau đúng không? Kìa. Sao lại thế nhỉ? Hay là nó đang bị CH ở một quốc gia khác, còn Việt Nam vẫn có bình thường mà. Nó phải là tên của VNG á, VNG thì mới tải được, còn mấy cái kia là bị chặn á. Nếu tải nhầm kiểu Moonlight Blade mà nó có không ấy, là không phải của Việt Nam, không phải của VNG thì sẽ mình cầm quạt mà. Ừ đấy, kiểu nó phân chia ra thì tôi sợ bị lệch server, kiểu sau này server dồn hết một bên đó, xong nó bị lệch á. Kia kiểu đấy nhiều hoạt động nó sẽ đánh nhau kiểu chia phe ra luôn á. Cái này là không chung được PT phe kia là nhưng chắc là không có tình trạng đấy nhiều. Oánh thì cứ oánh thì PVP 1-1 được mà. Ý lực và thân pháp. Chưa đả thông huyệt vị này hãy đả thông trước. Của hai tăng sức mạnh. Ý lực tăng cái gì? Nhân vật đâu? Ý lực mỗi 0,5 điểm ám khí. Ui, khí lực lại tăng Adam hay thế. Mỗi điểm khí lực tăng 0,5 ám thương và 0,8 tấn công. Điểm sức mạnh thì tăng 9 mạng và 0,8 tấn công. Nghĩa là nó sẽ liên quan đến tấn công. Tấn công và là mấy cái dưới này. Thế thì thông khí lực được. Lợi quà online. Ưu đãi cái gì đây? Lần này miễn phí. Cái này là kiểu 0,48 Việt Nam đồng, 1,48 Việt Nam đồng. Không phải 48 đô thì đúng hơn chứ nhỉ? Nó phải là đô chứ. Ê, em không mua đâu. Ừ, Vina Game Book mà. Của Vina Game luôn á. Vina Game Book về đó, mà giống book tôi thì không. Mẹ, ôi còn lâu. Tôi làm gì có tiếng mà book.
quà ngày, đây là quà ngày, ba gói ngày, còn chỗ này là mua theo 7 ngày. Game nào cũng thế. Thế nên các bạn có bao giờ book tôi đâu. Đây là thẻ tháng. Tháng kim, tháng mua cả hai loại thẻ tháng được cộng dồn phần thưởng và đặc quyền. Vậy nếu như mua thì cái này khoảng 200 và cái này 50.000 đúng 250 nếu mà mua trên web. 250. Nó được tặng cái gì? Mỗi ngày được nhận một hoạt lực đơn, một chiến, chiêu tài, tiến bảo. Mỗi ngày được một miễn phí một thẻ khiêu chiến, mỗi ngày được điểm danh bang thêm lượt tăng 30 ngày độc quyền không chat. Đây là thẻ ưu đãi, đây là thẻ VIP à? Thằng này không có không chắc. Đầu tư 329.000. Cái này chắc là 250 đó, 250 hoặc là 300 rồi đấy. À, quỹ trưởng thành còn ngân phiếu. Tài hết 10. À nhưng tôi đâu có lấy xu đâu. Tôi tài 328 lần thì nhận cái này. Bỏ đi. Yêu mộ đồng hành cấp 23 mở. Nhiệm vụ hạn giờ. Cá nhân. Đối ẩm bang hội. Cái này như là cái này là 7:30 nhưng mà giờ chưa ra bang hội nào hết. Game trên giả lập thì nó cũng chỉ thế thôi á. Ô. Không đăng ký trước không được test. Được mà. Đăng ký trước thì người ta cho một cái email để gửi về, còn cái lúc đăng nhập thì đăng nhập bằng cái gì được á. Lúc đăng nhập vừa tạo tài khoản luôn này, chả liên quan gì đến email luôn á. Nhìn cái nút đỏ khó chịu luôn, khó chịu vãi trời. Cho nó hết đi. Rồi đỏ nữa đâu. Ngoài nó báo có một cái đỏ này. Đấy, nó cứ báo cửa hàng có đỏ này. Hay đấy nhỉ. Bây giờ có thể là bắt buộc sẽ phải vào bang, buộc vào bang để làm nhiệm vụ đối ẩm thì mới lên được cấp. Và là nốt cái thằng này đi. Bao giờ đom đóm bay ra hoa gạo rụng xuống thì cha. Đom đóm bay ra hoa gạo rụng xuống thì cha. Đúng rồi. Để sai sai. Cha nó lú thì nhìn hết đi. Làm cho. Rồi ớt là chắc chắn là không phải người Việt rồi. Chào mừng gia nhập thì là Việt này. Vào luôn này. Ấy lên 23 đấy. Ừ. Em nhìn tôi làm 5 lần này. Vàng. Ôi tím đét. Tôi đi làm nhiệm vụ tí nữa lấy ngân phiếu làm tiếp. Lấy tiếp.
ngày thì bây giờ điểm danh bang, ừ, đấy điểm danh bang, điểm danh thì xóa đi, vừa mới hết. Bây giờ phải lên 25 thì mới làm tiếp được ba cái này, 28 mới có phó bản, 28 mới có phó bản. Thế thì phải lên là ôi sao nhiều thế. Hướng dẫn từ sơ công, đồng hành thiện nguyện hướng dẫn này. Ờ hello Châu Trường, chưa có clip PC á? Chưa có. Hiện tại thì nó chỉ có test trên Android và iOS thôi, nghĩa là trên giả lập thôi. Nếu mà chơi trên PC thì chưa có giả lập. Chưa có mấy cái kia đâu. Chết liền. Nó hiện nút đỏ mà. Một con tăng, một con trị liệu và một con phòng ngự, nhưng mà bộ lại là ra trận nó cũng đỏ. Oh. Ấy. 6 đồng hành để mở khóa. Cái này bị cái vấn đề là chưa biết con nào khỏe con nào yếu, chưa dám đầu tư mạnh. Từ Tôi lên cấp 25 luôn này. Nhiệm vụ này. Bên trái là nội dung chi tiết của nhiệm vụ. Hoàn thành 3 nhiệm vụ thế giới, đâu. Ờ thử lên LD9 đi. Mình LD3 khả năng nó cũng cũ rồi á. Nó không được hỗ trợ mấy cái mới 64 bit. À, không phải nhìn qua mà là con này nó đã được đồn là hút máu cực kỳ kinh khủng rồi, cho nên mình cũng bỏ qua. Có mấy cái tính năng này thì thực ra là cũng hay nhỉ, người chơi kéo lại với nhau. Ừ, con đấy nó thiên về thời trang, nó chả có gì để mà đập nó mạnh á. Cái cơ vấn đề là tôi lại còn chiến lệnh nữa này. Ui ui mà ngay nhanh tân nhận chiến lệnh thì có gì hot. 6 đô là 130.000, 120.000. Với cái này là bao nhiêu? Cái này bị lỗi à? Ui có một bộ đồ hot này đấy. Ui lệnh chưa biết được. Con nghịch tỷ Hàn nó bị cái bây giờ nhiều cái phó bản nó chơi toàn kiểu là sao nhỉ, toàn make của Trung Quốc á, kiểu như đối thơ này, xem mà thế nó đã khó
chưa biết người ta sẽ sửa như thế nào, nhưng có thể là, cũng có thể là khó đấy. Cùng dịch global thì phải tìm cách mà sửa thôi đó. Như đi Vũ Dương ở con bot 5 á, con 5 con nội thành thôi. Nó đã có cái đứng vào ô thôi đã thấy nó đậm tiếng tàu rồi. Ở Việt Nam chắc các ông phải sửa hết đồ họa. Sửa mấy chữ trên nền sàn nhà xong rồi. Xong rồi ấy, ủa, có khi về Việt Nam mà sửa lại chuyện Kiều không? Lục Vân Tiên không? Nghịch thử Hàn về xong rồi đi cái phó bản mới, phó bản Kinh Vân Đô, cái gì đô nhỉ? Quên luôn tên rồi á. Tinh Dạ Tinh Đô á. Đi đến con ba nó lại cho quả. Nó lại cho quả gì nhỉ? Cái gì mà tận 5.000 đấy? Nó lại cho quả dịch sang chuyện Kiều với Lục Vân Tiên. Thế nó không ổn lắm. Như vậy giờ xác định cứ kiểu chơi game đến đâu thì tính đến đấy. Không có gì phải vội cả. Có game chơi là được rồi. Đánh bại Thất Gia Tâm Phúc đây, Thất Gia Tâm Phúc đây. Bại Thủy Sư đây, Thủy Sư đây. Sư Quân, Thủy Sư. Thủy Phỉ Quân Sư. Hộ vệ Đa Thủ. Hộ vệ đây là quân sư đây. Ui, vừa kịp. Đây, Đa Chủ bây giờ. Dạ, ấy, chưa kịp giết mà. Nút đánh đơn để chậm thế. Thế này, đây cả hai luôn. Liên server này. Ra đòn phòng. Tăng cấp nhanh, mấy giai đoạn đầu không quan trọng lắm. Đây, ghép xong rồi này. Động đội nào. Water, water. Water giống kiểu Thái Lan ấy. Water. À, có thể bỏ câu chuyện cái nhỉ? Lão 如今天泉山庄有我家小姐主持，可是英子信英姑娘。我家小姐的芳名也是您喊的，八荒弟子这么多年还是学不乖。卷漏的。不给你们点教训还是不行。阿昼，让他们进来吧。哼，走着瞧。进来闯祸。这个，管该被殴咬啊，都叫叫来，管爹，我来跟爹挨咬。 Ui, đa mình cao thế, đứng đầu bảng từ dưới lên. Còn quái kìa.
真是自寻死路。 Quái vẫn còn mà ta, vẫn còn máu mà ta. Bên này mà. Ô. Oh. Ôi vui, các bạn có thể một câu chuyện được không? Chuyện vô nhân lại trận. Quái ra 哎 oh, no, no. À, phải tiếp cận. Đỡ này có sớm quá không? Tìm hai quen rồi, khó chịu quá. Phù hóa này là gì nhỉ? Nọ à? Hết kìa. Khó thế. Phải thông khoai. Lão phu đắng nghi bù trụ. Khăn trở giang vũ. Cấp trang bị không đủ 208 không thể chủ động chiến đấu. Đấy là gì? Máu thì vẫn còn trong trạng thái cục. Khó nhìn quá. Ồ, giả lập nó quay lung tung nữa. Tính năng bỏ cốt truyện này, người bỏ thì vẫn phải xem. Người xem thì bắt người bỏ vẫn phải xem cùng. Hay thật. Máu của tôi. Của tôi.
chưa biết combo. Đây. Game này đoạn này hay, kênh chat, kênh thế giới kiểu nó chưa chia quốc gia. Vào hóng các bạn đánh nhau hay quét. Ơ kìa. Đấy, chiều 2, chiều 3, chiều. Không đuổi theo mình nha. Tí rồi đuổi mình mà. Nổ con giới gọi. Quét thiên ba. Cái này nó kiểu rồi bỏ đi. Cái này nó giống kiểu leo tháp đúng không? Đây các đệ tất cùng hoa. Đúng rồi, leo tháp rồi.
Đào tháp. Xong rồi. Còn một cái nữa là tham gia thi đấu ngẫu nhiên. 1v1. Ép. Skin thì chưa biết cái gì nhưng mà cứ phải vào solo cái đã. Darling Selena. Darling Selena, Darling Selena. Bốt à? Tôi nghĩ là bốt á. Nào. Bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh bạn ơi, đấm vừa thôi bạn ơi, hết máu bây giờ này. Mày mua đồng người anh em ạ, người đấy, người đấy. Rồi thế. Cuộc thi câu cá. À, nãy thấy đọc là 37 thì mới được câu cá. Tiến lệnh này lại hiện lên đây. Tự giang hồ. Làm cái hướng dẫn này cũng nhiều kinh nghiệm này. Nhưng mà hôm nay lên chắc lên được cao lắm. Ơi, tao muốn tăng cái đấy, hay đấy nhở. Chiến lược thiên phú. Thì sai sai gì đấy. Vẫn bao ở đây. Vẫn báo này. Ơ
Nhiệm vụ ngày, hoạt động ngày tôi làm xong rồi mà. Wow. Mảnh vàng này đúng không, có chữ vàng này, nó có hai mảnh thôi. Bộ môn tốn kém. Có 1, 2, 3, 4, 5. Có 6 con đi mở được. Con đi mở được cái kia. Lưu chiến, leo tháp. À, gì rất nhiều thứ. Thi đấu. Thi đấu cá nhân. Cũng không ghi cái thời gian mở cửa, nói chung là chỉ có bọn này là thứ tư 40 vs 40, 19 giờ 40 đến 19 giờ 45. Chiến trường Thiên Long. Thi đấu sinh tồn đối kháng cực hay, chạy bo từ 12 giờ ui chạy cho giới hạn. Thứ hai 46, thứ ba 57, 55. 11 cực đã. Đã. Không giới hạn thời gian nhờ, chắc đánh 24/24 đấy. Đánh 24/24 á. Ừ. Đây là đấy nó bé vậy. Cường hóa đồ đấy, quên mất cái này này. Sinh lực tăng tấn công, sinh lực tấn công.
rút mảnh nhận thời trang. Uầy uầy, nãy thì 100.000 cái này đổi được một bộ đồ gốc trắng luôn rồi. Là được mở 5 lần là được 3 mảnh. Bao giờ đủ 100.000? Đáng lắm. Tô tiểu bạch, tô hiểu ý liệu. Tuyệt. Tăng 10% sát thương chí mạng. Ừ. Con này là skin gì? Lập tức hồi sinh lực. À. Này. Không, không đáng kể. Ô. Ra thường chí mạng thì mắc đi, không phải nghĩ. Ép thôi mà. Nó cứ hiện cái màu đỏ nhận rồi mà. Ôi, nghỉ đi anh em ơi, trải nghiệm thế hôm nay thế được rồi, rồi 33 rồi. Anh em nào chơi cứ lên fanpage của trang chủ, fanpage của game mà tải nha. Tài khoản thì không giới hạn đâu, không thoải mái. Lưu ý là dùng các bản giả lập cao lên tí cho nó được hỗ trợ bản 64 bit nhá. Game này là game 64 bit đã, mấy bản cũ nó không hỗ trợ đâu. Nó lên là chat thế giới này. Ui, chung tiếng tạo. Nhiều lắm. Nhiều. Đi nạp đầu phát, đi nạp đầu phát, nạp đầu phát. Nạp đầu vào được cái gì? 5 triệu mộ này, anh em đợi đi. Kết thúc chương trình đi. Tìm xem nó ở đâu. Yên Nhai Minh Nguyệt nào? Uầy. Đi nhân vật ai, đi nhân vật hướng ai, đi nhân vật ai, nhân vật ai, đi nhân vật uầy, tặng nạp lần đầu rất nhiều thứ luôn này. Giờ nó mới tăng nhiều lắm. Ê, có rồi mà. À. Ừ, có nhầm rồi.
kim phiếu rồi mà. Chú ý giữ gìn sức khỏe, đề phòng các hành vi lừa đảo, chống trộm cắp tài sản. Hết thời gian chơi game hợp lý. Ê. Này hơi lâu nha. Là 5 phát cuối cùng rồi nghỉ. Trang Ni Siêu Han nghịch nước lạnh. Đầy màu sắc mỗi người chỉ một cái. Loát lâu nhỉ? Nãy loát rồi, chơi game loát hết tài nguyên rồi mà vẫn lâu quá. Để cấn rồi nha. Đây, nạp rồi đây, 68 đây, anh thầy. Sao? Bịp. Bịp. Ui. Sao? Hả? Quá. Thế nhưng mà phải in app thì mới được hay sao phải ạ? In app rồi. Không, nhưng mà iOS đâu có được đâu nhỉ. Thôi, lên nhắn admin. À, ba anh em nhá. Đang nghịch nước lạnh đi. Nghịch nước lạnh đi. Bye mọi người.